Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với các đài bạn cùng thực hiện. Sau đây là những nội dung sẽ có trong chương trình. Đến hết tháng 11, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt 101% dự toán năm. Việt Nam sẽ thêm một doanh nghiệp tầm cỡ khu vực trong lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng. Công ty cổ phần than Hà Lầm tỉnh Quảng Ninh đón tấn than nguyên khai thứ 3 triệu và tiêu thụ tấn than thứ 2 triệu 950 nghìn. Tình trạng xuất cảnh đi lao động trái pháp luật ra nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã giảm đi rõ rệt. Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 11, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt 101% dự toán năm, đã có nhiều sắc thuế hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Theo đó, thu nội địa đạt trên 9.600 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, thu thuế xuất nhập khẩu đạt trên 3.386 tỷ đồng, 102% dự toán. Có nhiều doanh nghiệp nộp thuế đạt cao, ở khối doanh nghiệp nhà nước là chi nhánh xăng dầu Hưng Yên nộp trên 375 tỷ đồng, Viettel Hưng Yên nộp 74 tỷ đồng, doanh nghiệp ngoài quốc doanh là công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Hòa Phát nộp 163 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội nộp 418 tỷ đồng, công ty cổ phần Daikin Air Conditioning nộp 391 tỷ đồng, công ty cổ phần thương mại bia Hà Nội Hưng Yên 89 nộp 119 tỷ đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam nộp 163 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Lavi tại Hưng Yên nộp 132 tỷ đồng. Đã có một số sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán là thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ, thu tiền khai thác khoáng sản tài nguyên nước, thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Sau hơn 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Yên Bái đã triển khai xây dựng được 12 dự án theo chuỗi giá trị sản phẩm. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người sản xuất hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sản xuất theo chuỗi giá trị, đưa sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Trong đó có chuỗi ong mật Mù Căng Chải, chuỗi dâu Tầm Tơ Trấn Yên, chuỗi gà Minh Dư, chuỗi tre măng Bát Độ huyện Trấn Yên, chuỗi bưởi Đại Minh, chuỗi gỗ keo Yên Bình, chuỗi lúa chất lượng cao Nghĩa Lộ. Tuy nhiên, so với những tiềm năng thế mạnh thì vẫn còn ít mô hình liên kết theo chuỗi giá trị. Nguyên nhân là do còn ít doanh nghiệp tham gia vào sản xuất nông nghiệp, một số sản phẩm nông sản chưa đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn, năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người sản xuất hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện tốt các cơ chế chính sách để thu hút, mời gọi các doanh nghiệp đầu mối tham gia liên kết sản xuất nông nghiệp để giải quyết thị trường đầu ra cho sản phẩm. Phát huy tiềm năng lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng, các xã vùng Mường của huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La đã phát triển cây ăn quả có múi, trong đó chủ lực là cam vinh và quýt ngọt. Sau hơn 2 năm được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, cây cam Phú Yên đang ngày được nhiều người tiêu dùng biết đến và tiêu thụ nhiều trên thị trường trong cả nước. Xác định cây ăn quả có múi là một trong những cây trồng chủ lực, huyện Phú Yên đã tập trung diện tích trồng cam quýt. Hiện toàn huyện có trên 500 hectare cây có múi, chủ yếu là cây cam đường vinh, cam đường canh, quýt ngọt, sản lượng đạt khoảng gần 3.000 tấn. Từ khi thương hiệu cam Phú Yên được xây dựng, sản phẩm cam của Phú Yên đã được người tiêu dùng biết đến, tiêu thụ thuận lợi. Để giữ vững thương hiệu cam, huyện Phú Yên đang khuyến khích hợp tác xã, các hộ trồng cam ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện theo quy trình Việt Gáp, ký kết hợp đồng với tập đoàn Quế Lâm hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng cam hữu cơ. Huyện Kim Động có 1/3 số xã có vị trí địa lý giáp đê, tận dụng diện tích đất bãi, nhiều xã ven đê đã trồng cây chuối và cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện Kim Động hiện có gần 400 hectare chuối tây và chuối tiêu, trong đó tập trung tại các xã ven đê như Mai Động, Hùng An, Đức Hợp, Ngọc Thanh. Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này bà con nông dân đang tích cực chăm sóc để chuối có buồng quả to, đẹp, phục vụ thị trường Tết. Theo người dân cho biết, thời điểm này chuối tây được bán với giá 7.000 đồng một kg, chuối tiêu 4.000 đồng một kg, một sào ước cho thu khoảng 10 triệu đồng. Nhờ tích tụ ruộng đất, nhiều hộ trên địa bàn huyện Kim Động mở rộng diện tích trồng chuối và có thu nhập hàng trăm triệu đồng đến 1 tỷ đồng như hộ chị Trần Thị Hiền ở xã Đức Hợp, ông Đào Văn Nguyện ở xã Hùng An.
theo nội dung thỏa thuận mới diễn ra. Manstan Group mới tiếp quản quyền quản lý của Vingroup tại hơn 2.600 siêu thị tại cửa hàng Vinmark và Vinmark Cộng ở 50 tỉnh thành trên cả nước. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng và Việt Nam sẽ thêm một doanh nghiệp tầm cỡ khu vực trong lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng. Từ 5 năm nay, Vinmart là nơi cung cấp thực phẩm và hàng tiêu dùng cho gia đình bà Hạnh, trong đó có mặt hàng rau Vineco. Qua phương tiện thông tin đại chúng, bà Hạnh cũng đã biết đến việc Vinmart và Vineco sẽ có nhà điều hành mới. Chất lượng thì tôi rất là hài lòng về cái chất lượng của Vinmart và rất là hy vọng sau này nếu có chuyển đổi thì mọi thứ đều là rẻ hơn, ngon hơn và thương hiệu tốt hơn. Chuyển sang chủ khác thì cũng được thôi, chả gì cả. Nhưng mong sang chủ khác là đồ rẻ này, khuyến mại nhiều này, để cho dân chúng được vào mua nhiều, chất lượng tốt. Sau cái bắt tay hợp lực này, công ty mới sẽ sở hữu mạng lưới hơn 2.600 siêu thị và cửa hàng của Vinmart và Vinmart Cộng tại 50 tỉnh thành với hàng triệu khách hàng, hệ thống 14 nông trường công nghệ cao Vineco cùng nguồn lực và 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng từ Masan. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup cho biết. Quyền lợi của nhà đầu tư, đối tác cũng như người tiêu dùng không có gì thay đổi sau thương vụ này. Sau khi tiếp quản, Masan sẽ giữ nguyên hệ thống quản trị hiện tại cũng như chính sách đối với các nhà đầu tư và nhà cung cấp. Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam nhận định, sau thương vụ này, người tiêu dùng sẽ phần nào được hưởng lợi về sản phẩm và chi phí. Cái bán lẻ nó sẽ có được một cái khởi sắc và nó sẽ có một cái tốt hơn ở cái điểm là hàng hóa sẽ mới hơn và sẽ rẻ hơn, chắc chắn là như thế. Cái thứ hai là với một cái chuyển đổi thì cái nhà quản lý, cái tầm trên của nhà quản lý đối với một cái hệ thống bán lẻ mà khi chuyển đổi từ một cái tập đoàn này sang một tập đoàn khác chẳng hạn thì nó cũng có những cái sự xáo trộn. Thế thì nhà tiếp nhận thì họ hết sức là phải cẩn trọng. Theo cam kết khi ký hiệp định CPTPP, chỉ sau 5 năm nữa, doanh nghiệp bán lẻ ngoại sẽ gia nhập thị trường Việt Nam dễ dàng hơn, đồng nghĩa với việc cạnh tranh nội ngoại trên thị trường này sẽ sòng phẳng và khốc liệt hơn. Dù thách thức là có, nhưng nhìn chung, cú bắt tay giữa hai ông lớn sản xuất và bán lẻ được nhận định sẽ ảnh hưởng tích cực đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nội trên thị trường bán lẻ. Với lợi thế trên địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp, kết hợp với việc làm tốt công tác huy động sức mạnh từ các doanh nghiệp, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hải Dương và tiếp tục xây dựng thị xã mới với sự chung tay của các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong quá trình xây dựng thành công huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hải Dương, Kinh Môn đồng thời triển khai quy hoạch đô thị, tạo nền tảng phát triển đô thị để trở thành thị xã. Nhiều khu dân cư, khu đô thị mới đã và đang hiện hữu, không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở, đất ở và kinh doanh dịch vụ của người dân, mà còn hoàn thiện yêu cầu kết nối đô thị. Đây là khu đô thị sinh thái được quy hoạch đồng bộ, cảnh quan kiến trúc hiện đại, với nhiều hạng mục công trình công cộng như công viên cây xanh, hồ điều hòa sinh thái, khu thể dục thể thao, vui chơi giải trí và có tuyến đường đi bộ đã được lựa chọn là nơi tổ chức các hội chợ thương mại, thúc đẩy giao lưu hàng hóa phát triển kinh tế cho thị xã Kinh Môn và các địa phương trong vùng. Đóng quân trên địa bàn thị xã, các doanh nghiệp chúng tôi thì thường xuyên liên tục đồng hành cùng với lại chính quyền và nhân dân địa phương trong các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội của thị xã, đặc biệt là các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo, và gần đây là chương trình chỉnh trang đô thị, góp phần đưa Kinh Môn lên thành thị xã. Trên địa bàn thị xã Kinh Môn hiện có 1.500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, đóng góp lớn vào kết quả phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Minh chứng cụ thể là trong cơ cấu kinh tế của thị xã, công nghiệp xây dựng chiếm tới hơn 80% giá trị sản xuất, thương mại dịch vụ chiếm hơn 10% và giá trị sản xuất ngành nông nghiệp chỉ chiếm chưa đến 5%. Một minh chứng nữa là năm 2018 vừa qua, Kinh Môn nộp ngân sách nhà nước khoảng 3.000 tỷ đồng, chiếm 25% tổng ngân sách của tỉnh Hải Dương, 12.000 tỷ đồng. Không chỉ đóng góp vào giá trị sản xuất trong cơ cấu kinh tế và kết quả thu nộp ngân sách, cộng đồng doanh nghiệp còn giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động trên địa bàn, để thị xã Kinh Môn đạt tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong khu vực nội thị đạt con số 76,67%. Trong những năm gần đây, sau khi hoàn thành cái nông thôn mới đối với huyện, thì chúng tôi lại tập trung vào xây dựng huyện trở thành thị xã.
và đồng hành trong cái việc này thì các doanh nghiệp cũng hết sức là quan tâm, tập trung các cái nguồn lực chung tay cùng với huyện và xây dựng chỉnh trang đô thị, rồi là thành lập các cái đô thị mới và các cái tuyến đường phố trở nên khang trang sạch đẹp, rồi các hè phố cũng là được chỉnh trang, cho nên là chúng ta đã được công nhận trở thành thị xã từ ngày 1 tháng 11 năm 2019. Với phương châm không bằng lòng với hiện tại, thị xã trẻ Kinh Môn tiếp tục phát huy tiềm năng và lợi thế, tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp tạo thế và lực mới, phấn đấu trở thành thành phố Kinh Môn, góp sức cùng với tỉnh Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới. Mới đây thì công ty cổ phần than Hà Lầm tỉnh Quảng Ninh đã đón tấn than nguyên khai thứ 3 triệu và tiêu thụ tấn than thứ 2.950.000. Đây là sản lượng khai thác than hàng năm cao kỷ lục của công ty kể từ khi thành lập từ năm 1960 đến nay. Để đạt kết quả kỷ lục trong sản xuất kinh doanh, từ đầu năm 2019 đến nay, công ty than Hà Lầm đã yêu cầu mỗi cán bộ công nhân, toàn công ty nêu cao quyết tâm trong lao động sản xuất, phát huy công suất của các lò chợ cơ giới hóa, tăng cường đầu tư áp dụng công nghệ nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất, an toàn lao động. Đồng thời thường xuyên phát động các đợt thi đua trong lao động sản xuất. Riêng trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2019, trung bình mỗi ngày công ty đã khai thác được trên 9.000 tấn than, tăng gấp 1,5 lần so với trước. Đón tấn than thứ 3 triệu và tiêu thụ tấn than thứ 2.950.000 đã giúp công ty cổ phần than Hà Lầm hoàn thành trên 90% kế hoạch cả năm 2019 và là sản lượng cao kỷ lục từ khi thành lập công ty năm 1960 đến nay. Thưa quý vị và các bạn, lắp đặt điện năng mặt trời trên mái nhà là chủ trương lớn của chính phủ trong việc phát triển nguồn năng lượng xanh, ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo trong phát triển kinh tế cũng như sinh hoạt, tiêu dùng của người dân. Đến nay thì nguồn năng lượng này đã đến với nhiều hộ dân của tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 5 năm 2019, Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng DECO đã triển khai dự án điện mặt trời trên mái nhà, lắp đặt 76 tấm pin năng lượng mặt trời tại thôn Đồng Tâm, xã Quảng Yên, huyện Sông Lô. Thông qua hệ thống chuyển đổi Inverter, điện năng thu được từ các tấm pin sẽ được chuyển thành nguồn điện 3 pha và hòa vào lưới điện trung thế. Với công suất 30,780 kWh, bình quân mỗi ngày, 76 tấm pin mặt trời sản xuất được từ 150 đến 200 số điện. Toàn bộ số điện do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng DECO sản xuất ra đã được Điện lực Lập Thạch thu mua và hòa vào lưới điện. Đây là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh sản xuất nguồn điện từ nguồn năng lượng mặt trời. Với nguồn năng lượng tự nhiên lấy từ mặt trời, chi phí lắp đặt phù hợp với quy mô hộ dân và doanh nghiệp, lại thân thiện với môi trường, nên điện năng lượng mặt trời hiện được nhiều người dân quan tâm. Qua tính toán đối với điện mặt trời dành cho hộ gia đình, công suất lắp đặt từ 1,5 đến 8 kWh. Đối với doanh nghiệp, công suất lắp đặt từ 30 đến 100 kWh. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, những tháng cuối năm 2019 và năm 2020, lượng điện năng sẽ thiếu hụt lớn do nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng trưởng cao, trong khi hệ thống điện hầu như không có dự phòng nguồn điện. Và từ năm 2021, mỗi năm Việt Nam sẽ thiếu hàng tỷ kWh điện. Do vậy, việc phát triển điện mặt trời mái nhà là một trong những giải pháp cùng ngành điện đảm bảo ổn định nguồn điện cho sản xuất, sinh hoạt, cũng như đảm bảo phát triển nguồn năng lượng xanh bền vững. Với mục tiêu chăm lo tốt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, những năm qua, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tập trung xây dựng nhà ở cho các đối tượng này, gắn với thực hiện các tiêu chí giảm nghèo bền vững. Gia đình chị Trần Thị Thêm, thôn Đức Nhuận vừa mới khánh thành ngôi nhà xây kiên cố. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, trước đây ở trong căn nhà tạm siêu vẹo. Được Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ, họ hàng cho vay mượn để xây nhà mới với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã từ cái nguồn quỹ người nghèo của cấp huyện vận động được từ các cái tổ chức cá nhân của huyện thì cũng đã quan tâm rà soát thế rồi hỗ trợ đặc biệt là hộ nghèo có cái hoàn cảnh khó khăn. Thế và làm sao đó để quan tâm tới các hộ nghèo Tết đến xuân về cũng sẽ có những cái ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, bền chắc để người nghèo trong địa bàn huyện là đều đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ. Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo và nâng cao mức sống hộ gia đình chính sách,
đảm bảo 100% hộ gia đình chính sách có mức sống từ trung bình trở lên so với người dân nơi cư trú. Cùng với việc hỗ trợ vốn vay cho các hộ phát triển kinh tế, năm 2019, huyện Khoái Châu đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 35 nhà ở cho 35 hộ với tổng số tiền trên 443 triệu đồng. Theo kết quả rà soát, hiện toàn huyện Khoái Châu còn 91 hộ cần được hỗ trợ về nhà ở, trong đó có 58 hộ thuộc diện gia đình chính sách, người có công và 33 hộ thuộc diện hộ nghèo. Toàn huyện đang phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ xây nhà ở cho các đối tượng này. Vừa qua, tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã diễn ra hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng 1 với 19 chi cục kiểm lâm các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, lực lượng kiểm lâm các tỉnh trong vùng đã phát hiện, ngăn chặn gần 3.200 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm 380 vụ, xử lý tổng số 2.886 vụ với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 23,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đã xảy ra 110 vụ cháy rừng, tăng 24 vụ, với trên 607 hectare rừng bị thiệt hại, tăng 439 hectare. Phá rừng trái pháp luật 827 vụ, với trên 238 hectare bị phá. Một số nơi tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên vẫn còn tồn tại những điểm nóng về cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Kiểm lâm Việt Nam yêu cầu cần khắc phục những tồn tại, hạn chế để làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới, như phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, tập trung rà soát các điểm nóng, địa bàn trọng điểm, các đường dây mua bán trái phép lâm sản, phát hiện xử lý ngay từ đầu các vụ vi phạm. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng, cần chủ động hơn về nhân, vật lực, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa bàn dễ xảy ra cháy rừng, phối hợp trong chia sẻ thông tin, nắm tình hình khu vực giáp ranh, trong ứng trực dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Những năm qua, với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, thực hiện các biện pháp kết hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tình trạng xuất cảnh đi lao động trái pháp luật ra nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã giảm đi rõ rệt. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Quan Thị Hậu, thôn Nậm Chá, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã cùng với một số người trong thôn sang Trung Quốc làm công nhân với mức lương được hứa hẹn là 12 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên khi sang đến nơi, mọi việc lại không như ý. Chị Hậu và mọi người phải làm việc từ 14 đến 16 tiếng một ngày tại một xưởng thuốc lá. Mọi ăn uống, sinh hoạt đều gần khu nhà xưởng. Vì là lao động chui không có giấy tờ nên chị Hậu không được phép đi ra ngoài và cũng không được trả lương như đã hứa. Đấy, nhà cũng còn nuôi con ăn học nữa, không có tiền nữa, nên là đi, quyết định đi làm còn không có tiền nữa, không được tiền về nữa. Cũng giống như chị Hậu, chị Lý Thị Liệu, thôn Khao Ca, huyện Phúc Yên, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình cũng đã từng trải qua những tháng ngày vất vả, nguy hiểm khi lao động trái phép ở nước ngoài, bị trả tiền công thấp, điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn, thậm chí chị còn bị chủ sử dụng lao động, nợ lương, quỵt lương, quá vất vả, chị đã phải bỏ trốn về nước. Đi làm rất vất vả. Lúc 4 giờ đã dậy, 5 giờ mài dao, chưa ăn cơm, nó bắt đi làm rồi. Xong 12 giờ mới được về, chỉ có 30 phút xong lại đi làm. Nhưng mà hai vợ chồng làm không được là trốn về thôi. Theo thống kê của Công an tỉnh Tuyên Quang, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh bắt đầu nổi cộm từ năm 2015. Với số lượng người xuất cảnh hoặc nghi xuất cảnh trái phép mỗi năm khoảng 2.000 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, thiếu hiểu biết về pháp luật và có điều kiện kinh tế khó khăn, không có việc làm. Trước tình hình đó, năm 2016 đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã tạo việc làm cho trên 92.000 lao động, trong đó có 1.500 lao động làm việc tại các nước có mức lương cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Thì thông qua các hội nghị tổ chức ở các huyện, thành phố, có những hội nghị đến tận xã, phường, chúng tôi đã tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ được cái việc mà hiện nay là cái lao động đi làm trái phép cũng rất là ảnh hưởng đến cái quyền lợi, thậm chí tính mạng người lao động. Rồi trên cơ sở cái việc đó thì chúng tôi tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm ở các huyện, thành phố để thu hút rất đông lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia cái chương trình đi học nghề cũng như là đi xuất khẩu lao động và đi làm việc ở các tỉnh, thành phố. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã có trên 1.700 người xuất cảnh hoặc nghi xuất cảnh trái phép, so với năm 2018 đã giảm 15%. Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 tạo việc làm cho trên 100.000 lao động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.